Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm quý bảo xin kính chúc quý vị khán thính giả khắp nơi an khang, thịnh vượng, tài lộc sức khỏe, mọi sự như ý. Thì trong thời gian qua đã có rất nhiều khán thính giả đã gửi điện thư, tin nhắn, email đến hỏi, thậm chí là hỏi trực tiếp cá nhân ở ngoài đời về vụ kiện giữa công ty của ông Vương Phạm và ông Đồng Sĩ Phụng hay còn gọi là Phiêu Đồng hay còn gọi là Chuột Đồng vân vân thưa quý vị. Để, để trả lời khán thính giả, chúng tôi sẽ lần lượt trả lời cho những câu hỏi mà khán thính giả đã đặt ra. Nhưng trước hết thì chúng tôi lấy từ hồ sơ của vụ án ở ngay tòa Vancouver thưa quý vị và trên màn hình quý vị thấy con dấu của tòa án Vancouver đóng dấu tài liệu ngày 21 tháng 12 năm 2022. Thì đây là sự phản biện đặc biệt của luật sư David Sutherland. Còn bên phía của luật sư của Vương Phạm và công ty i buy beauty LLC hay còn gọi là Fastboy Marketing là hai luật sư uh, luật sư Roger McConchie và luật sư Alan McConchie thì uh, hồ sơ của vụ kiện này uh, mang số S hai năm bốn tám và bên phía vương phạm là nguyên đơn và đồng sĩ phụng hay phiêu đồng là bị đơn hay bị cáo thưa quý vị thì nói chung đây là một vụ kiện giữa cá nhân ông vương phạm và ông phiêu đông và công ty của ông vương phạm đối với cá nhân phiêu đồng thì nói chung kiện tụng ở Canada hay ở Hoa Kỳ hay bất cứ chỗ nào cũng là những chuyện cá nhân với cá nhân thưa vị. Không có gì âm ý, không có gì lớn lao. Và đây là một cái vụ kiện có thể nói là bình thường như hàng triệu vụ kiện khác ở trên thế giới này. À, tuy nhiên ở đây có sự láo lừa của phiêu đồng hay đồng sĩ phụng. Khi mà tìm cách thổi phòng, la làng lên cái vụ kiện này Giống như là một vụ kiện gì đó thật là ghê gớm Để mà moi tiền cho Coi như là cá nhân thưa quý vị Tìm đủ mọi cách để kêu gào à, gây, gây quỹ pháp lý Rồi kêu gào đóng góp quỹ pháp lý Ở trên Paypal Ở trên GoFundMe thưa quý vị nói chung là phiêu động tìm mọi cách để mà thổi phòng à, trong khi bên phía vương phạm thì chúng tôi nhận thấy là im lặng à, coi như họ coi như là một cái vụ bình thường cãi vã nhau không cần phải ồn ào lên tiếng để mà kêu gọi lòng thương hại kêu gọi tình thương mến thương hay kêu gọi đóng góp tiền bạc thì à, bên phía phiêu động dùng đủ mọi chiêu trò để moi móc tiền của những người đồng hương và chiêu trò này rất thành công thưa quý vị. Chúng tôi sẽ phân tích theo cái sự phản biện của luật sư David Sutherland. thì có thể nói rằng ai cũng biết là luật sư thì tính theo giờ và mỗi giờ thì bao nhiêu tiền và từ đó thì cứ nhân lên thưa quý vị đơn giản như thế chẳng hạn như luật sư ở Canada thì giá là 500 đô cho mỗi giờ làm việc thì cứ làm việc gì thì tính việc đó vân vân thưa quý vị còn không làm thì không tính tiền nói chung là như thế Tại vì cũng chẳng có mấy ai mà có tiền để mướn uh, luật sư làm toàn thời gian Hết ngày này tháng nọ vân vân trừ những uh, Công ty lớn hoặc là những vị đại gia như uh, Tỷ phú chẳng hạn như vậy triệu phú gia Thì mướn uh, luật sư toàn thời gian Để mà nghiên cứu nhiều vấn đề Liên quan đến công ty của họ liên quan tới Đại gia đình vọng tộc của họ vân vân Còn hầu hết là Đều mướn theo giờ Thì à, tùy theo Luật sư danh tiếng thì giá cao Và theo thỏa thuận cá nhân Chuyện đó ai cũng biết thưa quý vị à, Và luật sư thì à, Phải liệt kê ra những công việc Làm cho thân chủ Và Một cách minh bạch Kể cả cho tòa án thưa quý vị thì uh, đó là cái uh, luật và cái lối làm việc của luật sư ở các nước như Hoa Kỳ, Canada vân vân thì không có ngoại lệ nói chung cũng không có những vụ việc gọi là gian lận khách hàng hay là như thế này thế nọ vì uh, khách hàng sẽ la là làng sẽ tố cáo thậm chí cả bất bằng uh, nếu mà luật sư gian dối và luật sư sẽ trở thành tội phạm như là tội phạm Trang Nguyễn ở Toronto đã bị mất bằng nhiều năm trước vân vân thưa với vị nói chung là có những trò gian dối và sẽ bị chính khách hàng tố cáo thì trở lại với vụ của đồng sĩ phụng hay phiêu đồng thì phiêu đồng rất tích cực để mà la làng coi như la là làng là sớm kêu gào và đã hốt rất nhiều tiền thưa quý vị thì trên màn hình tiếp theo thì đây là sự phản biện của luật sư David Sutherland thì ông viết như sau application response of tức là sự phản biện hay là hồ sơ để mà trả lời cho cái coi như là bị cáo hay là bị đơn đông sĩ phụng hay còn được biết đến là phiêu đồng và trong từ ngữ của luật pháp là applicant respondent thì ông khẳng định this is a response to blah 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 tức là đây là sự phản biện đối với cái đơn kiện của nguyên đơn Plaintiff là nguyên đơn thưa quý vị I Buy Beauty LLC Fast Boy Marketing Và của cá nhân ông Vương Phạm Vào ngày 9 tây tháng 8 Năm 2022 Thì uh, Đó là cái sự phản biện của Ông uh, David Sutherland Vào ngày 21 tháng 12 Để trả lời Những cái cáo buộc Của bệnh viện Vương Phạm Vào ngày 9 tây tháng 8 2022 thưa quý vị thì trong cái phần phản biện này thì ông David Sutherland đã dùng ba cái affidavit tức là lời khai hữu thể thứ nhất là của Phil Đông đã khai hữu thể vào ngày 20 tháng 12 2022 và affidavit của Hannah Phạm, tức là Hân Phạm là vợ của phiêu đồng cũng được uh, lấy lời khai hữu thể vào ngày 20 tháng 12 năm 2022 tức là cách đây khoảng uh, một tháng thưa quý vị một tháng hơn và affidavit thứ ba là của Valerie Law thì đây là một cái affidavit cũ được uh, lấy lời khai hữu thể vào ngày 21 tháng 11 năm 2022. Tức là trước đó một tháng, tháng 11 chứ không phải tháng 12. Thì đó là ông dựa vào ba cái lời khai hữu thể affidavit để mà phản biện lại những cái cáo buộc, những cái lời buộc tội của bên phía ông Vương Phạm. Và cái điều đặc biệt ở đây là ông cho biết đó là cái việc mà viết cái uh, sự phản biện phản hồi lại những cái cáo buộc của bên phía vương phạm thì chỉ mất có 6 tiếng đồng hồ thôi thưa quý vị the application respondent estimates the application will take six hours chỉ mất có sáu tiếng đồng hồ thì quý vị nhân ra giá của mỗi giờ là 500 đô thì 500 đô nhân cho 6 tiếng thì chỉ tầm khoảng 3.000 đô la tiền luật sự phí thưa quý vị thì có thể nói quý vị thấy là có một cái sự láo lừa trắng trợn hốt hàng chục ngàn đô la ở các quỹ gây quỹ như GoFundMe vân vân nói chung là quá lời Ngoài cái tiền mà Youtube trả cho mỗi video Thì cái tiền mà Hồ Hào dư sức để mua xe Mercedes Mua súng, mua đạn Và đi chơi gái gú ở các gentleman club thưa quý vị Nói chung là quý vị đóng góp cho một chú cùi Chống cùi Ngồi nhà ăn nói láo khoét Một Youtuber giờ một người gọi là nói đằng sống ăn đằng gió nói láo đủ kiểu rồi quý vị nói chung là không đáng tin cậy rồi lại à, kỳ thị vùng miền chống người miền bắc miền bắc uh, 75 vân vân thưa quý vị rồi chống các hội đoàn chống cộng vân uh, vân nói các hội đoàn các ông uh, Việt Nam Cộng hòa là ngu dốt ngu ngốc không biết cách chống cộng theo vĩ tuyến 17 rồi không làm theo phương cách của phiêu đông mà lại hô hào tái phục lại hiệp định Paris 1973 vân vân nói chung phiêu đồng là một kẻ hậu sinh khảo thành tích chống cộng thì không có gì chỉ chống cùi, chưa bao giờ đi biểu tình chống cộng nào cả thưa quý vị nhưng rất thích lên lớp người khác giả đò giả tảng đóng kịch đủ kiểu nhằm mục đích mòi tiền nói chung là kỳ này là phi đồng trúng lớn thưa quý vị Nói chung chi phí của luật sư chỉ có 6 tiếng đồng hồ Nhưng tha hồ kêu gào đóng góp Từ Đông sang Tây Từ khắp nơi đổ vào túi tiền Để mà phiêu đồng Tiêu xài thoải mái Thì đây là một lời cảnh báo cho những người đồng hương Đừng dễ bị lừa bởi những chiêu trò lừa gạt trên Internet của những thành phần vô tích sự, vô công rỗi nghề thưa quý vị. Nói chung mà suốt ngày ra vẻ như chống cộng nhưng thật ra chỉ là chống củi. Chẳng làm sức mẻ gì cộng sản một cộng lòng là hết thưa quý vị. Và nói chung là tìm đủ mọi cách hô hào để mà gây quỵ pháp lý. GoFundMe, PayPal. Rồi quý vị thấy, chỉ là gom tiền đi mua xe hạng sang, gom tiền mua súng bữa đạn, rồi đi vào các gentleman club để mà hưởng gai gũ vân vân thừa quý vị. Và chúng tôi nói có sách, mắt có chân. xin chào các bạn nha à, ở bên này có gentleman club nha à, mà không biết là họ có cho mình vô không chắc để tối quá quay quay như vậy đó thấy chưa gentleman club vui nha à, vui rồi nha tôi vô tối vào đây nha câu lạc bộ dành cho quý ông à, trời đã ghê có tiền vô không bây giờ là phải đi xin tiền rồi đó À, phải đi phải đi lên phố xin tiền cái này để tối vô là là club dành cho đàn ông xem cho mình club à, vui 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 nha à, à, ha ở bên này có xem cho mình club nha à, mà không biết là họ có cho mình vô không chắc để tối quá Qua, quay 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 như vậy đó thấy chưa xem cho mình club à, vui nha À, vui rồi nha tôi vô tối vào đây nha câu lạc bộ dành cho quý ông <laughs> à, trời đã game có tiền vô không bây giờ là phải đi xin tiền cái đã à, phải đi phải đi lên phố xin tiền cái đã để tối vô là là cái lớp dành cái đàn ông Xem cho mình cái <laughs> à, vui 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 nha à.